Thảo xin chào tái ngộ đến quý vị khán giả đang xem chương trình Nét Việt TV. Kính thưa quý vị, liên tục chương trình trong giờ phút này, Thanh Thảo mời quý vị đến với buổi nói chuyện giữa Thanh Thảo và nhân viên thuộc quận hạt Santa Laura. Và thưa quý vị, ngày hôm nay một lần nữa, vị khách mời của Thanh Thảo là anh Quỳnh Hớn, nhân viên truyền thông thuộc hạt Santa Laura. Thanh Thảo xin chào đến anh. Quỳnh Hớn xin mến chào chị Thanh Thảo, rất vui được trở lại với chương trình của Nét Việt TV và xin mến chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thanh Thảo cũng rất vui gặp lại anh trong chương trình. Chúng ta mang đến cho quý khán giả những thông tin rất bổ ích và Thanh Thảo tin rằng chương trình của chúng ta sẽ là một chương trình rất là bổ ích mà quý khán giả yêu mến. Thì nhân đây thì Thanh Thảo cũng mong rằng quý khán giả nếu như có bất kỳ một câu hỏi nào liên quan đến vấn đề sức khỏe cộng đồng thì quý vị có thể gửi về chương trình. Thanh Thảo sẽ mang những câu hỏi này và trình bày cùng anh Quỳnh Hớn và hy vọng rằng anh sẽ cho chúng ta những thông tin từ quận hạt mà anh nắm được. Vâng, chắc chắn như vậy thưa quý vị, bởi vì chúng ta vẫn thường hay nói đến những cái dịch bệnh như Covid hay là bệnh đậu mùa khỉ vân vân thì nó có lẽ là nó hơi làm nản lòng quý vị theo dõi chương trình ở ngoài. Cho nên là nếu quý vị có bất cứ những câu hỏi hay là những cái dịch vụ nào mà quý vị có thể là muốn cần biết thông tin thì cứ gửi về đài và chị Thanh Thảo sẽ chuyển lại cho mình hơn và chúng tôi sẽ thu thập những cái thông tin để gửi đến cho quý khán giả. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, vừa hơn cứ nói rằng là chúng tôi hay nói về vấn đề dịch bệnh thì có thể nản lòng quý vị khán giả, nhưng quý vị khán giả cũng xin thông cảm cho Thanh Thảo của anh Quỳnh Hớn. Cái dịch bệnh vẫn là một cái ưu tiên hàng đầu mà chúng tôi mới nhắc đến, vì đó là gì? Là sức khỏe của chúng ta, là sự tồn tại của chúng ta. Thanh Thảo nghĩ rằng là dù quý vị có nản lòng đi chăng nữa thì cũng hy vọng rằng đây là những thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng rất là hữu ích cho quý vị. Chúng tôi hay nhắc nhở với nhau rằng là chúng ta mang đến cho quý vị những cái thông tin sức khỏe để cho cộng đồng chúng ta mỗi ngày mạnh khỏe hơn. Thì một lần nữa chắc là Thanh Thảo phải nhờ anh cho quý vị khán giả biết là với những cái tỷ lệ tăng dịch bệnh như hiện tại thì quận hạt chúng ta có những cái lời khuyên nào cho quý vị khán giả, quý đồng hương khi mà chúng ta giao tiếp hay là chúng ta đến thăm nhà nhau hay không thưa anh? Vâng, thưa chị Thanh Thảo và thưa quý khán giả, thì như chúng tôi đã trình bày nhiều lần đó, bởi vì cái tỷ lệ chích ngừa tại quận hạt chúng ta nó đã lên cao đó, cho nên quý vị có thể trở lại những cái sinh hoạt bình thường như quý vị thấy đó. Tuy nhiên cái điều đó không có nghĩa là chúng ta đã ra khỏi cái thời kỳ mà chúng ta vẫn có thể bị lây nhiễm. Đúng, thưa chị rồi. Hiện nay thì theo CDC cho biết đó, cái vấn đề mà lây nhiễm trong quận hạt chúng ta vẫn có mức độ cao. Cho nên đó là quận hạt vẫn khuyến khích quý vị nên có những cái bước để tự bảo vệ cho chính bản thân mình, cho cộng đồng, cho những người thân của mình. Chẳng hạn như quý vị đến thăm viếng một người nào đó, một gia đình, bạn bè hay cuối tuần gì đó, thì quận hạt khuyên quý vị đó là nên tổ chức những cái buổi họp mặt như vậy ở ngoài trời thì nó sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên nếu như mà không có điều kiện tổ chức ngoài trời hay là chúng ta bắt buộc phải tổ chức ở trong nhà đó thì nên mang khẩu trang, thưa quý vị. Cái mang khẩu trang ở đây đó là nó bảo vệ cho chính mình, người đến thăm viếng và ngay cả cho cái người chủ nhà nữa, bởi vì thật sự mình không có biết là mình ở ngoài mình có lây nhiễm hay không. Mình có thể mang cái sự lây nhiễm đến cho người chủ nhà, hoặc là mình cũng không biết là người chủ nhà có bị lây nhiễm hay không, lây nhiễm ngược lại cho mình. Cho nên là tốt nhất là chúng ta nên giữ gìn cho nhau. Và khi mà quý vị có những cái cuộc tụ họp đông đảo như vậy đó, thì sau những cái buổi tụ họp đó, cho dù là có triệu chứng hay không có triệu chứng đó, thì quý vị cũng nên xét nghiệm để xem là lỡ là mình có bị lây nhiễm hay không, để mà còn có thể chữa trị hay là tự cách ly kịp thời. Thưa chị, những cái bộ xét nghiệm thì hiện nay chúng ta đã có ở nhà để được cung cấp miễn phí, thưa chị. Dạ, cảm ơn anh chia sẻ. Thưa quý vị, cái vấn đề mà lây nhiễm có lẽ là quý vị nghe bao nhiêu năm, hơn 2 năm nay chúng ta cảm thấy rằng là quen rồi, mình thấy nói là mình bị lờn rồi, không cảm thấy không có nguy hiểm, không có sợ. Nhưng thật sự mà nói, chúng ta cũng không biết được là biến thể mới nữa sẽ là cái gì. Tuy nhiên, và quý vị cũng nên nghĩ rằng chúng ta có thể là trẻ hoặc chúng ta không có bệnh nền, chúng ta không cảm thấy sợ. Nhưng nhỡ như người nhà chúng ta là những vị cao niên, hoặc là người nhà chúng ta là những người có bệnh nền, những người sức đề kháng yếu, điều trị cancer, hoặc là có những cái nội tạng đã được thay, thì điều đó rất ảnh hưởng sức khỏe tới người thân cũng những người mình quen biết. Thì lời kêu gọi từ quận hạt hy vọng là quý vị cũng tiếp nhận, để chúng ta không phải cho chúng ta không, mà chúng ta cho người thân của chúng ta, cho cộng đồng nữa. Vâng,
cái chi tiết cái tiếp mà nó mới chia sẻ trước khi chúng ta có thể qua một cái đề tài khác, đó là nếu mà quý vị có những cuộc thăm viếng trong nhà đó, thì nếu thời tiết cho phép quý vị có thể mở thoáng cửa ra, cửa chính hoặc là cửa sổ, và nếu như ở nhà có quạt máy thì chúng ta mở quạt, nhưng mà hướng cái hướng gió thổi ra phía cửa ra ngoài, chứ không phải hướng về phía trong nhà, thưa chị. Mình chia sẻ với nữa như một cái tip cho quý vị, một cái tip để chúng ta có thể bảo vệ của mình, sức khỏe của mình. Bây giờ thì Thanh Thảo cũng nhờ anh, cũng là một cái vấn đề liên quan tới sức khỏe. Thưa quý vị, Thanh Thảo gần đây mình có nghe những cái cụm từ như là trái tim khỏe mạnh, não bộ khỏe mạnh. Về y tế đó, thì Thanh Thảo nhờ anh chia sẻ thêm về những cái cụm từ này. Vâng, thưa chị, cái đề tài trái tim khỏe mạnh, não bộ khỏe mạnh đó là gì, thưa quý vị? Đây là một cái đề tài mà chúng tôi muốn đề cập đến về những cái căn bệnh về tim mạch mà từ đó dẫn đến những cái hệ lụy khác đến não bộ của chúng ta, chẳng hạn như là vấn đề mà đột quỵ, thưa chị, tai biến mạch máu não, vân vân, thưa chị, và cũng như là những cái biện pháp mà chúng ta có thể làm được để mà giảm những cái nguy cơ này, thưa chị. Gần đây thì Thanh Thảo mình nghe rất là nhiều những cái trường hợp người thân của chúng ta hay người chúng ta quen biết, hoặc là người có tên có tuổi nghệ sĩ chẳng hạn, bị mất đi đột ngột vì những căn bệnh giống như là chúng ta vừa chia sẻ, là đột quỵ hoặc là tai biến mạch máu não vân vân đó. Thì xin anh cho biết thêm là điều đó có phải là liên quan đến là COVID hay không? Cái hai vấn đề nó khác nhau, thưa chị. Những cái vấn đề mà đột quỵ hay là tai biến mạch máu não, những vấn đề về tim mạch thì nó hầu như nó liên quan đến cái vấn đề mà ăn uống của chúng ta, thưa chị. Thì những cái bệnh mà nó có thể liên quan, như chẳng hạn như là bệnh tiểu đường, huyết áp cao, cholesterol, thì có thể ảnh hưởng đến tim của quý vị. Cho nên là để làm giảm rủi ro của những căn bệnh này đó, cũng như là giúp cho trái tim chúng ta được khỏe mạnh, giữ cho não bộ được luôn khỏe mạnh này, thì chúng ta nên có những cái chế độ ăn uống, những cái độ chế độ dinh dưỡng nó thích hợp, thưa chị. Thái Thảo nhớ là lần trước á, một hai tuần trước á, anh Quỳnh Hơn có chia sẻ về chế độ ăn uống với chị Hạnh. Với chị Hạnh, đúng rồi, quần Hạnh của chúng ta cũng có chia sẻ vấn đề đó. Thì anh có thể chia sẻ thêm cái đó hay không? Vâng, thưa chị, thì đơn giản nhất đó là chúng ta nên giảm bớt cái vấn đề mà tiêu thụ đường trong cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta. Giảm bớt đường, uống quá nhiều những cái thức uống có đường đó thì nó cũng là gây nên những cái bệnh, những căn bệnh cấp tính, thưa chị. Chẳng hạn như là quý vị có thể là nôm na đó, một cái cốc mà cốc đó, một lon cốc thì cũng như là bằng một cái cốc đường, thưa chị. Cho nên là chúng ta nên giảm về vấn đề đường. Ngoài ra đó thì xin gọi quý vị, ngoài ra thì chúng ta cũng nên thường xuyên kiểm tra huyết áp. Thì cái máy đo huyết áp hiện nay nó rất là rẻ, quý vị có thể mua trên mạng nó khoảng độ 20-30 để theo dõi huyết áp hàng ngày. Và không kiểm soát được huyết áp đó, thì sẽ đưa cái vấn đề mà đột quỵ nó rất là dễ dàng, thưa quý vị. Và cũng như là cơ thể đầu tổn hại thận, mắt, tim và não của chúng ta. Cảm ơn anh. Thanh Thảo có nghe rằng là cái việc mà quý ông hay là quý bà cũng vậy nữa, thường hay hút thuốc. Hút thuốc cũng là một vấn đề mà liên quan đến ảnh hưởng đến tim mạch của mình. Điều này có đúng không, thưa anh? Dạ vâng, đúng rồi, thưa chị. Hút thuốc thì nó dẫn đến cái vấn đề tim mạch là chắc chắn rồi, thưa quý vị. Cho nên đó là quận Hà cũng có những cái chương trình gọi nôm na là Kick It California đó. Kick là đá đó, đá cái vấn đề hút thuốc văng ra đó, để mà giúp cho quý vị bỏ hút thuốc, và cái chương trình đó đã hoàn toàn miễn phí, thưa chị. Dạ, để tham gia chương trình này thì cư dân sẽ làm như thế nào, thưa anh? Vâng, trước hết đó thì quý vị cứ bấm vào, hiện nay là cái thời đại điện tử, quý vị cứ bấm vào cái trang mạng Kick It CA, là Kick It California đó, .org, để quý vị có thêm những cái thông tin và cũng như là để ghi danh tham gia vào cái chương trình, và họ sẽ có những cái vấn đề mà trợ giúp cho quý vị trong vấn đề mà gọi nôm na là cai thuốc, bỏ thuốc, thưa chị. Ở trên trang mạng đó thì anh Thông nghĩ rằng có rất là nhiều những chương trình để mà hỗ trợ sức khỏe, phải không, thưa anh? Dạ vâng, chắc chắn là như vậy, nhưng mà có thể là có rất nhiều quý khán giả của mình là quý vị cao niên đang theo dõi chương trình đó, thì nhiều khi quý vị cao niên là cũng có rất nhiều quý vị hút thuốc đó, có thể là quý vị không có rành về computer, thì đơn giản nhất quý vị cứ liên lạc với bác sĩ gia đình của quý vị, thì họ sẽ có những cái phương cách, những cái vấn đề mà toa thuốc hay là những cái miếng dán để cho quý vị, mà giúp cho quý vị bỏ thuốc, thưa chị. Dạ, thưa tôi thấy trên mình được chia sẻ rất là nhiều những thông tin trên mạng đó, có rất là nhiều cách để mà những vị bác sĩ của chúng ta có thể hướng dẫn chúng ta những cái phương pháp cai thuốc để phù hợp với mỗi người. Thì Thảo biết cái việc cai thuốc nó không đơn giản tí nào. Thì Thảo biết có những người quen của Thanh Thảo 5 lần 7 lượt cũng khó mà cai thuốc, nhưng mà Thanh Thảo nghĩ
chúng ta nghĩ đến sức khỏe của mình, ý chí thì sẽ dễ hơn, rồi chúng ta lại có sự hỗ trợ từ những cái về y tế thì cũng là một vấn đề rất là hay. Vâng, thưa chị Thanh Thảo và thưa quý khán giả Huỳnh Hấn cũng như là chị Nhi Hạnh và cũng như các anh em trong cái nhóm mà nhân viên truyền thông của quân hàng biết rằng trong thời gian vừa qua chúng tôi đã cho quý vị rất nhiều cái chi tiết, những cái trang mạng thì có thể là quý vị không nhớ hết. Cho nên là đơn giản nhất là quý vị có bác sĩ gia đình thì quý vị cứ đến gặp trực tiếp bác sĩ gia đình, họ sẽ có những cái cách để giúp quý vị. Và ngay cả những cái thông tin về những cái trang mạng mà chúng tôi đã chia sẻ thì bác sĩ gia đình quý vị cũng có đó quý vị. Hay là quý vị có thể gọi cái số điện thoại mà thông tin cổng thông tin đó 211 để có thể kết nối với những cái dịch vụ mà quý vị cần, thưa quý khán giả và thưa chị Thanh Thảo. Quý vị nhớ giúp anh Thảo số 211 nếu quý vị bối rối không còn nhớ gì nữa hết. Dạ, thì vâng. Từ đó thì quý vị cũng có thể biết được mình cần làm gì. À, rồi còn chút xíu phút nữa thì nhờ anh chia sẻ những thông tin từ trung tâm phục vụ việc Mỹ ở thành phố San Jose chúng ta. À, vâng thưa chị, như lần trước chúng tôi có đề cập đến đó, thì nếu như quý vị đã ghi danh vào cái chương trình thức ăn dinh dưỡng, nghĩa là đến nhận thức ăn nấu sẵn ở tại trung tâm đó, mà quý vị nhận tối thiểu là 8 phần ăn mỗi tháng đó, thì quý vị hội đủ điều kiện để đến nộp đơn xin phiếu xăng trị giá 25 Mỹ Kim, hoặc nếu quý vị không lái xe thì nộp đơn để xin cái thẻ đi xe bus miễn phí, thưa quý khán giả và thưa chị Thanh Thảo. Thưa quý vị, trung tâm phục vụ việc Mỹ nằm ngay góc đường Center và đường Tully. Thanh Thảo nghĩ rằng đây là cũng là một trong những nơi mà quý đồng hương chúng ta đã biết đến trong thời gian gần đây. Thì như anh Quỳnh Hớn chia sẻ, quý vị cứ đến đó, quý vị sẽ được các cô, các anh ở đó giúp đỡ quý vị điền đơn để có được những cái thông tin, những cái phúc lợi cho mình. Dạ vâng. Dạ, Thanh Thảo cảm ơn anh đã đến chương trình ngày hôm nay và chia sẻ những thông tin rất là hữu ích. Và chúng ta sẽ hẹn gặp quý vị vào chương trình tuần sau. Vâng, Quỳnh Hạnh xin cảm ơn sự theo dõi vừa qua của quý khán giả trên làn sóng phát hình của Net Việt TV, và xin cảm ơn sự điều khiển của chị Thanh Thảo.